Chào các bạn, trong video này thầy gửi đến các bạn một loại phản ứng, đó là phần cháy của ancan. Ancan của chúng ta có công thức là CnH2n cộng 2 khi thực hiện phản cháy. Bạn nhớ cái tay là khi đốt cháy một hợp chất có chứa CH hoặc CHO thì sản phẩm cháy chúng ta thu được là CO2 và nước. Chúng ta sẽ đi cân bằng như sau. Bên này có N carbon thì bên này N carbon là đủ. 2N cộng 2 hydro đã hai rồi thì nó cái là N cộng 1. Chúng ta đi cân bằng oxy. Ở đây chúng ta có 2N oxy cộng 1N là 3N đây 2. Thì chỗ này chúng ta làm 1,5N. Chúng ta có đây là 1 oxy. Chúng ta chia cho 2 thì đây nó là 1 phần 2 hay nó khác là 0,5. Nếu ở đây mình giả sử số mol của Anca là ít mol, chúng ta chuyển mol qua đây. Mol CO2 là NX, mol nước là NX cộng X. Chúng ta đang nói về mol. Ở đây chúng ta có nhận xét như sau. Chúng ta thấy là khi đốt cháy một ancan thì mol CO2 chúng ta là NX, mol nước chúng ta là NX cộng X. Như vậy chúng ta có nhận xét quan trọng đó là mol CO2 thì bé hơn mol nước. Nếu mol CO2 bé hơn mol nước mà đốt cháy nó là hydrocarbon thì chúng ta sẽ ra nó là ý của chúng ta bây giờ là ancan. Được chưa em? Nếu mà đốt cháy một hydrocarbon mà chúng ta thu được mol CO2 bé hơn mol nước thì nó là ancan. Và chúng ta để ý cho thầy nè, nếu ở đây mà lấy mol CO2 trừ mol nước. Đây chúng ta lấy mol CO2 trừ mol nước. Lấy mol nước trừ mol CO2. Thì bây giờ nó sẽ bằng mol nước là NX cộng X, mol CO2 là NX. NX trừ NX là hết. Như vậy nó sẽ bằng X. Mà X này là bằng mol của ancan. Được chưa? Và trong cái biểu thức này, trong chỗ này em lưu ý cho thầy, em nhớ thầy cái công thức này này. Nó là mol ancan sẽ bằng mol nước trừ đi mol CO2. Đây là công thức chúng ta rút ra được từ quá trình chúng ta chứng minh. Được chưa? Tiếp. Bây giờ nếu chúng ta đốt cháy hai ancan kế tiếp nhau. Đầu tiên thì chúng ta có dấu hiệu đó là hai ancan đồng đẳng kế tiếp nhau khi nào? Thứ nhất, đồng đẳng là nó hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2. Hay nói khác đây là hơn kém nhau 14 DVC. Và cái thứ hai ở đây là trong đề bài cho nó phải có cái từ kế tiếp. Em ơi. Vậy thứ nhất đó là hơn kém nhau một nhóm CH2, hai ancan kế tiếp đấy. Hơn kém nhau một nhóm CH2 hoặc là hơn 14 DVC. 14 DVC. Cái thứ hai là đề bài cho phải từ có cái từ kế tiếp. Ở đây người ta cho hai ancan mà nó không có từ kế tiếp, được chưa? Thì nó không phải là ancan kế tiếp đâu, anh nhớ điều đó. Và phương pháp để chúng ta làm đúng cho nhiều bài khi người ta cho hai ancan kế tiếp hoặc là hỗn hợp nhiều ancan, đó là chúng ta dùng công thức chung cho mọi ancan. Công thức này có dạng đó là CnH2n cộng 2. Chúng ta lưu ý ở đây như sau. Nếu nó là dạng CnH2n thì nó là một ancan. Còn nếu mà nó là nhiều ancan thì bây giờ giá trị N chúng ta là nhận giá trị trung bình. Bây giờ, nghĩa là đây nó sẽ không nhận giá trị nguyên mà có thể là giá trị lẻ như đó. Bây giờ. Rồi. À, khi chúng ta tìm được cái giá trị N rồi đó thì chúng ta sẽ suy ra được hai ancan, em hiểu vấn đề không? N đây là gì? N đây là N gạch ngang đây là số carbon trung bình. Và dựa đây thì chúng ta sẽ ra được hai ancan. Được chưa em? Ở đây thầy giả sử hai ancan ở đây. Một ancan có dạng đó là CX mà một ancan có dạng là CZ đi, vân vân. À, khi đó thì chúng ta sẽ có hai cách để tìm ra phần trăm về số mol, phần trăm về khối lượng, phần trăm về thể tích. Cái đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta đi giải hệ.
chia thành hai phương trình, đó là mol của hỗn hợp và khối lượng hỗn hợp. Khi đó chúng ta sẽ tính được số mol của mỗi ancan, tính được số mol của mỗi ancan. Khi có mol rồi thì chúng ta sẽ suy ra được ba loại: phần trăm về số mol, phần trăm về khối lượng, phần trăm về thể tích. Mà nên nhớ thầy là phần trăm về số mol và phần trăm thể tích là giống nhau nha. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, điều thứ hai thì bạn nhớ thầy là trong hóa hữu cơ chúng ta có một công thức cực kỳ mạnh, đó là công thức đường chéo dành cho số carbon trung bình. Đường chéo nó như sau. Ở đây thầy giả sử hydrocarbon của chúng ta là có dạng là CH2Y và CZHT. Chúng ta có số carbon ở đây là CH, số carbon đây là CZ. Được chưa em? Rồi, thầy sẽ làm lại từ từ. Đây, số carbon đây là CH, số carbon đây là CZ, số carbon đây là số carbon trung bình, được không ạ? Rồi, bạn nghe kỹ. Như vậy chúng ta có đường chéo, giả sử đây mình giả sử là số carbon của X bé hơn C trung bình mà bé hơn CZ. Cái đó đường chéo chúng ta sẽ dành như sau. Đường chéo thứ nhất này, đường chéo thứ nhất là C trung bình chúng ta là bé hơn CZ. Thì chúng ta lấy CZ trừ đi C trung bình. Còn đường chéo thứ hai là C trung bình lớn hơn CX. Nên giờ vậy nó sẽ lấy C trung bình trừ đi CX. Bây giờ cái đó chúng ta sẽ có mối liên hệ giữa số mol CXHY chia cho số mol của CZHT. Để cho em sẽ bằng bằng gì đây? Sẽ bằng CZ trừ đi C trung bình. Còn dưới này là C trung bình trừ đi CX. Được chưa em? Và lưu ý là trong hóa học hữu cơ thì công thức dành cho đường chéo dành số carbon trung bình này cực kỳ mạnh, do đó bạn cần phải nắm rõ bản chất. Được chưa? Và lưu ý là chúng ta phải học kỹ cái phần này, bởi vì qua những cái phần tiếp theo đó, như qua phần alken này, alkin hoặc là các phản ứng của alcohol hay là của axit thì cái C trung bình này rất là tuyệt vời nha.